못. 큰 고모들 식사하셨어요? Các bác đã ăn cơm chưa ạ? Hai. 우리는 이미 먹었어. Bọn cô đã ăn rồi. Ba. 너희 먹으렴. Các cháu ăn đi. Bốn. 그녀들은 이미 먹었어. Các cô ấy đã ăn cơm rồi. Năm. 형, 오빠들 식사하셨어요? Các anh đã ăn cơm chưa ạ? Sáu. 우리는 이미 먹었어. Bọn chị đã ăn rồi. Bảy. 너희 먹으렴. Các em ăn đi. Tám. 그들은 이미 먹었어. Các chú ấy đã ăn cơm rồi.